Chào tất cả anh em nhé. Mình thì đây là các em mắt xéo anh em ạ. Anh em mình chơi các loại chim, đây mà chơi có cả gà luôn. Thành ra là những em mắt xéo này mình vẫn phải phòng thuốc nha, sợ nó lây bệnh từ gà sang ấy. Thì, bất kể những cái dòng họ này nó vẫn mang tính chất là cái dòng họ nhà gà. Đây mà cái thuốc phòng bệnh cho nó cũng vẫn là cái dạng thuốc dùng sử dụng cho gà nha nhé. Đây này, Nasota. Cái này nọ này 25 liều, mua có 5.000 anh em ạ, ngoài tiệm thú y nhá. Giờ để mình tiến hành phòng bệnh cho mấy em chim mắt xéo này. Mấy em chim mắt xéo này của mình hôm nay được 14 ngày tuổi rồi, gà là chỉ có 3 ngày tuổi là phòng Nasota thôi. Nhưng mà cái dòng chim mắt xéo nó bé và hai nữa cái đề kháng nó kiểu yếu hơn anh em. Hôm nay 14 ngày tuổi bắt đầu mình tiến hành phòng. Anh em cách phòng anh em làm như là phòng cho gà nhé, cũng nhỏ vào hai mắt này, mũi mắt một giọt và hai mũi. Đấy, mà anh em cảm thấy chưa chắc chưa tự tin nó vảy ra ngoài mất thì có thể bóp một xíu vào mồm để cho nó đều anh em ạ. Vì dòng này họ nó vẫn là họ nhà gà mà anh em, nó là một thuộc một cái dòng gà nước, cái đề kháng nó thực ra rất là khỏe luôn. Giá như nhà mình mà không chơi gà không có gà ấy, thì sẽ không cần đến dùng đến cái thuốc phòng như này. Thế nhà mình lại chơi gà nên là thành ra là vẫn phải có thuốc phòng anh em nhé. Phòng này mình chỉ cần phòng Nasota này, xong đến khi đến ngoài một tháng tuổi đấy thì có thể mình dùng một liều lưu cát sơn nữa. Lưu cát sơn thì dòng chim này mình chỉ cho uống là được anh ạ. Cái đàn mắt xéo này của mình thì được 5 con anh ạ, 5 con thì trứng mình tự ấp tự lở anh em nhé. Nuôi mẹ được 14 ngày tuổi này là đã cho các em nó ra ngoài đất ở rồi. Ở ngoài đất nó có hơi đất, nó cứng cáp với con chim. Trên mọi khi ở mãi trong cái lồng úm kiểu con chim nó không được nhanh nhẹn lắm. Đây mình mới chuyển ra được đây được 1-2 hôm ấy, cực kỳ nhanh luôn. Kiểu hơn nữa là mình nuôi dòng này, dòng nó mang cái tính chất bản năng hoang dã cao, thành ra là mình tự ấp tự lở nuôi nó rất chi là thuần luôn này ạ. Cho dòng này mà bắt ngoài thiên nhiên tự nhiên tầm này nói chung là mình không thể thuần được, chạy chiếc ghê lắm. Chơi này thì có anh em nào mà cẩn thận đấy, thì mình nên phòng như này, phòng này đều phòng như phòng cho gà anh em nhé. Đấy, chẳng hạn cái Nasota này thì mình cứ căn căn làm sao bóp tầm 4 giọt. Còn đồ sau này về Newcastle thì mình pha liều lượng y như cho gà con 1 tháng tuổi là mình cho uống cho đầy đủ liều. Nói chung là bất kể những con bét cưng nào mình nuôi cũng vậy, nếu mà đầy đủ thuốc phòng được nó sẽ khỏe mạnh phát triển tốt hơn anh ạ. Con chim cái đề kháng nó sẽ cao hơn, cho nên mình chơi mình nuôi nó sẽ yên tâm hơn, nó không sợ mắc bệnh đột xuất. Nhiều khi trái nắng dở dời ấy, là nhiều khi các em nó mắc bệnh, nhưng mà mình phòng được như này thì quá là yên tâm. Hay như vậy là xong anh em nhé, nhỏ Nasota luôn. Mà anh em nhớ đăng ký kênh theo dõi để mình quay những cái sự phát triển của những em mắt chéo này. Đây quay cho anh em trải nghiệm một xíu thôi, mình xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại anh em vào những cái buổi trải nghiệm tiếp theo về những cái sự phát triển của những em chim mắt chéo. Đến đây mình xin chào và tạm biệt toàn thể anh em nhé. Cho anh em xem lại thuốc một lần nữa. Rồi. Nasota dành cho gà.